mình đang có mặt tại Highway 4, địa chỉ 575 Kim Mã. Và hôm nay hãy cùng mình đến trải nghiệm dịch vụ tại đây nha. Let's go. Vì là nhà hàng Tây Bắc nên ngay khi bước chân vào, một cảm giác về dân tộc quê hương đã bao trùm lên tất cả. Sự ấm cúng, sự gần gũi từ những chiếc đồ để co như là mây tre đều mang hơi thở của vùng đất Tây Bắc. Không gian thì thoải mái để mọi người có thể lựa chọn. Quán có 3 tầng với nhiều phân khu. Menu tại quán thì cũng rất đa dạng, với mức giá dao động từ 88.000 đồng đến 300-400.000 đồng. Ngày hôm nay mình có gọi một vài món không thể bỏ qua khi đến Highway. Hãy cùng chờ đợi đồ lên với mình để cùng thưởng thức nhé! Đồ thì cũng đã ra rồi, món đầu tiên có tên là nộm tôm tươi. Đây là món mọi người hay gọi vui, có công dụng đó là giải ngấy. Nộm vô cùng giòn và mình rất yêu thích hương vị nộm tại đây. Thật sự là không quá ngọt và nó có vị đậm đà này, hơi chua chua, cảm giác rất là đưa miệng. Bê trao mộc châu là món thứ hai. Thịt bê thì rất mềm, thơm và vị cũng khá là vừa phải. Ở đây mình thấy quán có ăn kèm với hành tây và đặc biệt là tỏi chiên thì phải. Món này rất là ok. Trong series những món đồ ăn ngày hôm nay thì có món xôi trứng kiến này rất là lạ. Xôi thì dẻo, đặc biệt là có mùi thơm của trứng kiến và nhìn kỹ thì cũng thấy có rất nhiều kiến ở trong bát xôi này nha. Và tất nhiên rồi, chúng ta vẫn sẽ thưởng thức món xôi này một cách bình thường các bạn nha. Nem cá sa lộ là món đã có thâm niên 25 tuổi. Rất recommend các bạn gọi món này. Cá ba sa có độ đậm vừa phải này, ăn kèm với sốt. Nước chấm nhìn bên ngoài thì có vẻ không cay, nhưng mà tuy nhiên khi chấm vào thì có một chút hương vị của mù tạt các bạn nha. Nên là ai không ăn được cay thì hãy lưu ý này. Món cuối cùng trong menu ngày hôm nay đó chính là món gà đen hấp lá chanh, cũng là món mình yêu thích nhất tại Highway. Gà thì anh chủ quán còn nói với mình đây là gà hơ mông, chế biến tươi ngon. Công nhận thịt rất là chắc, có độ dai, khi mà chấm kèm với nước sốt thì rất là tuyệt vời. Hãy cùng đến với Highway 4 để thưởng thức ẩm thực Tây Bắc tuyệt vời giống như mình nhé!